đã quay trở lại với channel của mình. Mình là BOCG. Hôm nay mình sẽ đánh Revenge Detox với Fury. Kiểu khá là ngọt. Lâu rồi mình cũng chưa đánh Revenge nên cái cách phát huy với combo có lẽ mình sẽ làm hơi bị chậm. Thì mình có một đứa AFK rồi và không có rừng luôn. Oh shit. Tìm một đứa AFK và không rừng. Ôi cuộc đời tôi. Tàn cơ mình nó ra. Không biết có thắng nổi cái kiểu này không ta. Trời ơi, quốc luôn. Ô, ô. Ô, dạ, dạ. Ô, level 3 rồi. Ô, này tốt chứ mình đang chạy về, đúng rồi. Đúng rồi. Tuyệt vời. Mình lên level 3 là thắng hay. Ô, what the fuck. Vào chưa? Combo nhanh chưa? Bẻ boss luôn à, what the fuck thanh niên này. Bẻ boss luôn. Không có tin được. Rồi mình sẽ chạy bộ ra chứ quái đang đẩy keo tia ly ra cũng không được làm gì. Đừng nói là thanh niên chạy lên top với mình nha. Hơi bị ức chế hả? Hay nó không AFK mẹ ơi. Không mò đi mít cũng được. Đừng có giành top với bố mày. Hí. Rồi combo mạnh kinh thật. Mình đang mốt skin siêu phẩm hay dễ lập gì đó mà một phiên bản khác. Ôi bị nó phản đòn rồi. Mày nó bị cái siêu tôn rồi. Rừng lên đi. Ôi sao mà nhỏ vậy. Sao mà nhỏ vậy. Ôi, rừng găng. Ôi còn đâu nhân niềm đau. Ôi còn đâu nhân niềm vui. Vui sao được mà khi rừng găng đậu má chơi chó. Kiếm một đi nào. Ai lại chơi rừng găng như thế kia. Bỏ review chắc cũng được mấy tháng rồi đó. Mà có một bạn yêu cầu mình đánh. Có một bạn có khá là nhiều bạn nha. Kêu mình đánh review đi hit top. Nên mình quay trở lại con đường luyện review luôn. Ồ, Jesus lên đây luôn hả? Kêu thơm. Chuẩn bị ăn hành Jesus rồi nó còn thọt nữa. Hành nguyên bó luôn à. Này không mấy hành cũ nữa mà hành bó luôn. Đó, một combo. Nửa cây ngay. Phiêu ra đi mít luôn. Tuyệt vời. Ôi. Mình combo thấy nó chậm không? Thấy nó giật không? Đó là do cái tội bỏ revenge quá lâu. Giờ rừng lên đây cân luôn. Rakan đi sport kìa mấy ơi. Bền quá không ai giành top cho mình. Cuộc đời vẫn đẹp.
Có lẽ mình sẽ đi lên top và hành tiếp nét Yasuo luôn. Lên top hành em ấy thôi. Hồi rừng Bobby găng rồi, rừng GRV xuống găng, bắn quy, bắn R, trừng phạt rồi, chưa có R mà mình nói bắn R, what the fuck. GRV có vẻ là không bình thường nè, 26 con khá là già. Ôi combo quy quy đánh thường không được cái nào luôn. Ai là bắt tôi chơi Revenge thế này, tôi biết chơi đâu. Rồi hụt con xe luôn kìa. Con xe là bao nhiêu niềm vui niềm thương của tôi mà hụt con xe. Số đẻ thiệt. Phiêu ra xuống đó giờ thọt luôn ha ha ha. Rồi đực 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 em ơi. Chơi luôn. Đừng 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 đánh giết, đừng đừng đánh giết. Đừng đến giết mà. Nói rồi. Họ kiếm nó bự quá, nhìn lực quá mấy ơi. Kiếm nhìn đúng lực luôn. Phải thấy kiếm nó bự chưa? Má bự mấy ơi luôn. Chém với mấy nó cù luôn á. Ai không lấy cái chị là chị chém đứt cù nha. Ồ mình đang nhanh vậy. Lại gặp thanh niên Yasuo gắn tem 20GG rồi. Đánh Yasuo cho cái cú quân. Ờ tem mình không rừng nên tạm nhiên rừng khá là nhiều. Chưa bị xúc mẻ gì con mẹ hết. Vô ăn con red. Ô lên này lên nè. Lên đây lên đây lên đây. Ồ không. Không lên. Nhảy qua tường quá là điều ngờ. Ơi cái gì vậy? Cái gì vậy tôi tới nè. Cái gì vậy? Ok được rồi. Ồ mình không kịp ăn red luôn. Mấy thằng chó này. Ôi. Chuẩn bị chết đi Fury ơi. Chuẩn bị chết đi giúp con. Chạy với ai? Ôi biết ngay mà để lắc cho một bên rồi sao mà trúng được. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ôi thanh niên lướt. Thanh niên lướt quy trước khi mình quy ba rồi. Nó né được cái hất tung là thua. Giờ combo chặn chậm mày chắc chứ không combo nhanh mà hụt. Yasuo phết vãi đái. Như Yasuo tiền nó không biết chơi. Chán nghe. Lướt lên. Ôi lại bị phản đòn rồi. Bị airplay mấy lần rồi đó. Trình xúc giãn quá nhiều. Ok tuyệt vời. Xong. Bắn chủ thật là easy. Chém trò có kiếm nó kiếm nó bự rồi. Ồ quái xanh luôn. 41 80 mấy con. Rồi không có gì à, ngăn cản rồi đó. Liên phiêu ra này ra nữa thôi mình chặn lính mình fan luôn sao nữa. Cho nó ra là nó có thể giết mình mà nó sẽ nó ra what the. Thôi về luôn. Ý chết mẹ nhảy không qua tường. Ủa nó tưởng mình nhảy qua tường rồi. Ý tưởng nhảy qua tường được qua tường luôn nha. Ôi mình nhảy hụt mà thanh niên tưởng mình nhảy qua tường mới phải đái lại hồn tôi. Ờ biết ngay mà mình không quy nữa, chừng nào nó đúp rồi mình mới quy ba đó là kinh nghiệm rồi.
Thủy Thủy Rồi không được rồi, không được rồi. Rồi cái mạng béo bở kia không ăn được là quá tiếc. Ngồi cắm mắt rồi. Nói sao bao nhiêu năm chơi liên minh mà không thể tin mình vẫn cắm mắt được như vậy luôn. Không vô bụi luôn. Úi, úi chuối kìa. Úi lại bị phản đòn rồi, đậu nó. Không sao. Bị phản đòn hoài luôn. Chết rồi chứ. Nó phản đòn xong nó còn được tốc độ chạy mình bị xì lâu nữa. Vẫn một vấn đề phiền phức. Rồi thêm sau trụ luôn, bay cháy một chiếc luôn. Tìm nó được mỗi boss rồi. Đi xua thằng thợ bẫy mày cho cái gì trên nôi. Không có tin được thôi, thằng thợ bẫy mày như vậy luôn. Ra cũng gọi là dạng biết chơi thôi chứ không phải chơi hay nữa. Ôi phải em cốc. Móc cốc, không phải móc cua nữa mà là móc cốc rồi. Phải chích mẹ có khi nào mộng cốc không chờ. Rồi thanh niên dây dây si này đi. Bật chế độ đồ sát rồi. Đi đâu đồ sát đó luôn. Rồi mui đây búa gỗ về mới xài. Ok đi ra lên hành nát tụi nó thôi, đi đồ xác thôi. Ok vừa mới đi uống nước về má nói nhiều khát nước thì cái chứ. Phải tốc biến đó, né né. Ồ chiếm rồi hộp luôn. Chiếm rồi hộp luôn. Mày thấy gì không? Mình vừa chiếm rồi hộp đó, đậu má. Không có tin được. Rồi vậy mà còn hụt nữa thôi. Biết revenge gì lẹ. Chơi revenge gì lẹ cũng được rồi. Một bước tiến xa lầm. Rồi mình sẽ để anh ấy chia blue, mình cũng không cần blue gì lắm, mình full, mình mất thời gian hồi chiều rồi. 45%, 5% là ở bản ngọc này, 10%, 15, 20, 35, này 45, lên đồ chỉ là full thời gian hồi chiều quá nhanh luôn. Ôi chuối kìa. Chuối kìa, chuối kìa. Virus chuối kìa. Ôi đừng có chạy. Đừng có chạy virus ơi. Ý rồi, giờ quá tường không được luôn. Úi giời, quá trời luôn. Ôi, không chiếm thường được một cái. Thôi double kill rồi. Combo cứng quá. Con bò cứng tay quá. Ấy, ổ chuối kìa. Mình không thấy, sorry. Họ là bị phản đòn, đậu mấy biết bao nhiêu lần rồi đó. Rồi thanh niên này yếu quá là phản đòn cũng không bị sao. Nó mà mạnh chút là mình ăn cất rồi. Không ai lên đây ngăn cản tôi gì. Ồ tem gì vậy, tem thắng con mẹ luôn rồi. Chơi nữa, về nhà mua đồ ra chơi tiếp. Ôi ôi chuối kìa. Ồ 45% dễ dàng kêu thôi, hồi xịt kêu thôi. Phải gọi là bé cháy con bỏ chiếc luôn. Ồ con bò vậy là
cũng là được sau ngần ấy bỏ revenge rồi, combo gì cũng là quét được tôi thôi. À đây đây tôi giết hết luôn, đây lẹ đây. Ui đó tuyệt vời chưa, ồ không đúp kịp mẹ ơi, không đúp kịp kìa. Ngon, chỉ lên rượu đại miếng xe thay cho rượu rượu miếng xe. Rồi lên cứ mua danh lên đồ. Ôi gì gì thanh niên AC này chắc đang lướt Facebook hay sao vậy? Rê rồi chết rồi, quất đồ. Tớ ra nè. Ồ, có dịch chuyển nè, ra chơi luôn. Nên là còn đi giành blue sao lại luôn. Ô, ô, ôi, giờ ngu người luôn. Dịch chuyển quất đồ phát luôn. Ôi, sao bao nhiêu năm chơi Liên Minh mà có thể dịch chuyển một phen như vậy, ảo lòi thật chứ. Không thể tin được. Không thể tin được. Rồi, bị chói luôn. Chiếc bò kêu quá to chuối kia, chiếc bò kêu đó, chiếc bò kêu đó. Chiếc bò kêu đó. Chiếc bò kêu. Chiếc bò kêu. Ồ nó không hiện chiếc bò kêu, nó hiện double thôi cũng được. Mình không nên chê. Chê cái này đói là ăn cứt luôn. Có gì mình ăn nấy. Ôi, combo gì là quá nhanh rồi đó các bạn ạ. Bỏ revenge lâu ngày mà combo gì được được gì là ok rồi. Không gọi là tệ. Mình đứng đây mình chơi luôn, Ari cân hết. Rồi gì nữa đây? Chơi JC năng ơi, rồi. Nèo ra đây, cân luôn. Ok, rồi xong một em nữa rồi. Ấy chủ bắn không được, không được, không được gì. Ồ ngon quá. Rồi mình ra đây mình làm bét chủ luôn rồi. Ai ra cân luôn. Rồi quét sạch luôn rồi. 16 2. Còn ai có thể bé hơn nữa. Đừng đừng nha, đừng nha. Rồi xong luôn thằng này nữa. Ui ui hồi quá mày, lúc e nó hồi đúng nhanh luôn, cái e này 45% nó hồi đúng nhanh luôn. Gì quay quay là second, what the fuck, thằng nội nào giết mình chơi dữ. Quay của Gravis nó bắn ra nhưng mà mình không để ý, mình lướt lên nó cũng thụt về chết mình. Holy shit. Cái chết nhảm xịt thiệt. Cái chết đúng nhảm luôn. Eo thề tình đợt. Unbelievable. Không có tin được là có cái chết nhảm xịt gì luôn. Chó má thiệt chứ. Hỏi lên cái này bút chạy nhanh. Họ cho có hai món này này, phát quy là thôi bé cháy luôn, giết luôn. Kêu ra phế như mày mà cũng không giết được hả? Họ nó còn phế hơn nữa. Thanh niên 136 giết được không? Giết được không? Giết được là tao biết mày biết cái nên luôn. Không được rồi, nhìn nhảy quá tự. Ôi luôn không nhảy được luôn. Nhảy với tôi đó. Khi em tao quậy tiếp, tao quậy tiếp thôi. Nhảy với tường đó, giờ bắt đầu điêu rồi đó. À,
Đó, trời ơi, quá phem rồi. Bằng thêm luôn. Bằng thêm luôn cho anh. Bằng thêm luôn. Bằng thêm luôn. Ồ, hổng xe là thấy không bằng thêm à. Hổng xe rồi. Đây, cái gì? Cái gì? Trời ơi, bị trôi. Rồi, mình không còn rờ luôn. Vô ngôi danh này, vô ngôi danh này. Cân cân luôn, cân hết. Ồ, cân hết luôn. Thiệt, con này là cái đồ của này là hơi bị mạnh luôn. Chém nhanh có đem nữa chứ. Băng trụ luôn, băng trụ luôn, băng trụ luôn, băng trụ, băng trụ. Ít lướt né hơn quá, không bị hất hất tung. Ôi. Ôi cái gì vậy? What the fuck gì vậy? Nãy mình ở trong chốt không sẽ cần cần luôn. Holy shit. Mình bị ấy rồi. Vẫn không chết. Đấy, quá là trâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu thích thì hãy bỏ lại một like, một share và một subscribe nha. Đây là mình đánh theo một yêu cầu của một bạn. Về những bạn nào muốn mình đánh con gì hay là muốn muốn mình chơi con gì, lên đồ theo kiểu gì đó thì hãy cứ comment ở dưới. Mình sẽ cố làm từng con luôn. Những ai muốn mình làm nhanh hơn thì hãy cứ donate thẳng trực tiếp qua Facebook. Mình sẽ để link dưới nha. Bye bye.